Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay Phúc chia sẻ tới các bạn một món, đó chính là món xương sáo hạt é. Để làm món này thì rất là đơn giản, nguyên liệu thì vô cùng dễ tìm mà lại giải nhiệt rất tốt vào những cái ngày nắng nóng như thế này. Và để làm thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với mình nha. Và các bạn thấy mình chia sẻ hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Và đây là tất cả nguyên liệu mình sử dụng cho món xương sáo hạt é. Đầu tiên thì chuẩn bị đây là một gói xương sáo đen, gói này là 50g nha các bạn. Rau câu giòn thì mình xài đây là 2 muỗng cà phê, 3 muỗng cà phê hạt é, 5g phổ tay. Nước cốt dừa thì mình sử dụng ở đây là 200ml, 200g đường cát. Thì tất cả nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vào xem. Và đầu tiên để bắt đầu làm thì mình sẽ đi ngâm tất cả nguyên liệu. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm cái phần xương sáo trước nè. Các bạn cho hết cái gói bột xương sáo ra ngoài một cái tô lớn. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái gói đường cát ở trong cái gói xương sáo này vào luôn nha. Sau đó thì các bạn trộn đều lại. Và mỗi gói xương sáo như thế này thì mình sẽ cho vào 1 lít nước. Nếu các bạn thích ăn mềm hơn thì mình có thể cho vào đây là 1 lít 2. Vừa cho mình vừa khuấy như thế này để cho cái phần xương sáo này nó tan ra hết. Phần xương sáo sau khi đã hòa tan xong rồi thì mình để cái tô này qua một bên. Và tiếp theo thì các bạn cho hết 2 muỗng cà phê rau câu ra ngoài một cái tô lớn nữa. Và cho vào đây là 1 muỗng canh đường cát. Và các bạn trộn đều lên. Rồi mình lại cho vào trong tô là 800ml nước lọc. Phần rau câu này thì mình sẽ không làm cho nó quá cứng nha các bạn. Mình chỉ làm mềm mềm thôi, giống như là xương sa vậy đó. Hòa tan xong thì mình cũng để qua một bên. Phần phổ tay thì các bạn cho hết vào trong một cái tô khác. Và cũng đổ hết 3 muỗng cà phê hạt é vào trong một cái chén luôn. Rồi từ từ mình sẽ cho vào trong chén là 300ml nước lọc. Cái phần hạt é này thì ngâm mau lắm các bạn. Khi đã cho vào xong số nước còn lại thì mình cho qua bên cái tô phổ tay này. Mình ngâm rồi một lát nữa mình rửa sạch lại sau. Xương sáo, rau câu, phổ tay và hạt é thì mình cũng đã pha xong. Rồi bây giờ mình sẽ để đây ngâm tầm khoảng là 30 phút để cho tất cả nguyên liệu này nở ra. Nguyên liệu thì mình cũng đã ngâm đủ 30 phút hết rồi các bạn. Thì mình sẽ đi nấu cái phần rau câu này trước. Các bạn cho hết cái chỗ rau câu vào trong nồi. Cho vào xong thì mình mở bếp lên và nấu cho cái phần rau câu này sôi. Nồi rau câu mình nấu một lúc thì cũng đã sôi này các bạn. Lúc này thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Mình nấu cho cái nồi rau câu sôi liu riu tầm khoảng là 5 phút. Và mình sẽ không có cho thêm đường nha. Nồi rau câu mình nấu thì cũng đã sôi đủ thời gian rồi. Lúc này thì mình tắt bếp. Và cho cái phần rau câu này ra ngoài khuôn. Mình cho vào trong cái khuôn tròn nè. Còn không thì các bạn có thể cho vào tô cũng được nữa. Sau khi đã cho ra xong thì mình để qua một bên để cho cái phần rau câu này đông hẳn lại. Phần rau câu đã nấu xong, tiếp theo thì mình sẽ đi nấu tới cái phần xương sáo này các bạn. Mình cho hết cái tô xương sáo này vào trong nồi. Cho vào xong rồi thì mình cũng mở bếp lên. Mình khuấy liên tục không thì cái phần xương sáo lúc này rất là dễ dính ở dưới đáy nồi. Khuấy thêm tầm khoảng là 3-4 phút nữa là được. Nồi xương sáo thì mình cũng đã khuấy được 4 phút rồi nè các bạn. Lúc này thì sôi lên rất là cao. Thì các bạn tắt bếp. Mình nhắc xuống. Và mình sử dụng một cái rây nè. Các bạn lọc cái phần xương sáo này cho xuống khuôn. Mình lọc như thế này thì cái phần xương sáo của mình sẽ sánh mịn hơn. Tại vì khi mình khuấy thì nó sẽ hơi vón cục một tí. Sau khi đã lọc xong thì mình cũng để qua một bên để cho cái phần xương sáo này đông lại hẳn. Trong thời gian mà mình đợi rau câu và xương sáo đông lại để các bạn thì mình sẽ đi nấu nước đường. Mình cho hết 200g đường cát vào trong nồi. Sau đó thì cho vào đây là 200ml nước lọc. Dằn vào chút xíu muối, sau đó thì mình mở bếp lên. Mình khuấy cho chỗ đường này tan hết và sôi lên nha. Đường cát mình nấu thì cũng đã tan hết và cũng đã sôi lên như thế này rồi các bạn. Bây giờ thì mình tắt bếp. Nhắc cái phần đường này xuống, tiếp theo thì mình đi làm tới cái phần nước cốt dừa. Và để làm nước cốt dừa thì mình cũng cho hết cái chén nước cốt dừa này vào trong nồi. Các bạn nhớ chừa cặn lại thì mình có thể sử dụng nước cốt dừa lon cũng được.
và cho vào chút xíu muối trắng, nửa muỗng canh bột năng. Sau đó thì các bạn hòa tan ra. Nước cốt này thì mình sẽ không làm ngọt tại vì mình đã nấu cái nước đường riêng rồi. Mình cho bột năng vào để tạo độ sánh cho cái phần nước cốt. Và khi đã hòa tan hết thì mở bếp lên. Khuấy một lúc cho cái phần nước cốt này hơi sánh lại là được. Nước cốt dừa mình khuấy được một lúc thì cũng đã sánh lại này các bạn. Thì mình tắt bếp và cho cái phần nước cốt dừa này ra ngoài chén luôn. Tất cả nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình đợi cho cái phần xương sáo và rau câu đông lại là mình đã có thể thưởng thức được rồi. Phần xương sáo và rau câu thì cũng đã đông lại rồi các bạn. Và mình cũng đã lấy ra khỏi khuôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ cái phần xương sáo và rau câu này ra nha. Cái phần xương sáo rất là dai luôn nè các bạn. Bây giờ mình chấn ra thành những cái miếng nhỏ. Xương sáo và rau câu thì mình cũng đã cắt ra hết rồi các bạn. Thì được một mâm rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị múc ra ngoài tô. Mình múc cái phần rau câu trước. Món này mà mình ăn vào buổi trưa thì giải nhiệt rất tốt luôn á. Khi đã múc xong thì mình cho cái phần phổ tay vô. Phổ tay thì các bạn cắt cho ngắn ngắn lại một chút. Cuối cùng là mình cho hạt é vô. Xong hết thì mình cho nước đường vào các bạn. Cho nước đường vào xong thì các bạn cho vào một ít nước cốt. Còn nếu các bạn không thích nước cốt thì mình có thể bỏ qua nha. Và mình có thể thắng như thế này hoặc là các bạn ăn nước cốt sống cũng đều rất ngon. Xương sáo hạt é thì mình cũng đã múc ra ngoài tô rồi các bạn. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức cái món này với mình nha. Nếu các bạn thích nước cốt dừa thì mình cho vô, còn không thích thì mình có thể bỏ qua. Cho vào thêm tí đá lạnh thì sẽ ăn ngon hơn. Phần xương sáo khi ăn vào thì rất là dai các bạn. Và những cái phần rau câu này giống như là xương sa vậy chứ không quá cứng nha. Hạt é và phổ tai thì lại rất mát, nước cốt dừa thì béo nữa. Và với cái món này thì làm vô cùng đơn giản luôn và mình không mất quá nhiều thời gian. Để giải nhiệt vào những buổi trưa thì rất là tuyệt vời. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn cái món xương sáo hạt é rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Và chúc các bạn thành công với món này.